máu cho đi sẽ được thay thế trong vòng 48 giờ, giúp cơ thể làm mới hệ thống và khỏe mạnh hơn. Loại bỏ lượng sắt dư thừa tích lũy trong cơ thể. Hiến máu cũng là dịp bạn được kiểm tra sức khỏe. Khi cho máu, bạn sẽ có niềm vui được cứu giúp người khác.